Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Liên Hợp Quốc chất vấn Việt Nam vì bắt giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Một nhóm các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc vào đầu năm nay đã gửi kháng thư chất vấn chính phủ Việt Nam về việc bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập và yêu cầu phản hồi trong vòng 60 ngày. Cũng liên quan đến vụ án này, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch của Hội Nhà báo độc lập cho biết ông đã bị công an của Việt Nam triệu tập. Và theo trang lưu trữ báo cáo truyền thông của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cập nhật vào hôm 22 tháng 3 năm 2020, bức thư của nhóm các chuyên gia Liên Hợp Quốc có viết như sau. Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại về sự giam giữ tùy tiện đối với ông Phạm Chí Dũng và thực tế là ông có thể bị giam giữ mà không được tiếp cận với gia đình hoặc luật sư của mình. Và báo chí quốc tế đã đăng tải về điều này. Đây là hình ảnh lễ công bố chính thức thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam vào ngày 4 tháng 7 năm 2014 do nhà báo Phạm Chí Dũng, người đứng bên ngoài cùng bên phải, được bầu làm chủ tịch của hội. Bốn chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc bao gồm báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy bảo vệ quyền tự do biểu đạt, Phó Chủ tịch nhóm công tác về giam giữ tùy tiện, báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do, hội họp và lập hội, báo cáo viên đặc biệt về tình hình những người bảo vệ nhân quyền, đã mô tả cáo buộc bắt giam ông Phạm Chí Dũng như là một hành động trả thù cho hoạt động tuyên truyền nhân quyền của ông. Báo cáo viết tiếp như sau. Chúng tôi lo ngại rằng việc giam giữ lâu dài nhưng không được tiếp xúc với bên ngoài khiến ông ấy có nhiều nguy cơ bị tra tấn hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo. Và bức thư viết tiếp. Anh chưa được gặp luật sư. Và bà Bùi Thị Hồng Loan, vợ của ông Phạm Chí Dũng cho biết trong một tin nhắn gần đây với truyền thông quốc tế. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, vào hôm 25 tháng 3 năm 2020, nhận định rằng sự quan tâm của Liên Hợp Quốc đến những người tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam là một điều quý giá. Và ông nói thêm như sau. Tôi mong muốn Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế nên làm việc rành rẽ vấn đề này, đặc biệt là đối với các nhà báo tự do, tiếp tục ủng hộ, binh vực cho những người bị đàn áp ở Việt Nam. Và cũng liên quan đến vụ Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thụy vào hôm 25 tháng 3 cho biết, ông cũng bị cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội gửi giấy triệu tập, nhưng ông đã từ chối vì lý do sức khỏe và lo ngại dịch cúm Vũ Hán đang diễn ra tại Hà Nội. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Chí Dũng đi biểu tình chống Trung Quốc, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hình ảnh được ghi nhận vào ngày 11 tháng 5 năm 2014. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội, cho biết tiếp như sau. Vừa rồi, họ có đưa giấy mời tôi và tôi trả lời là không đi. Hai hôm sau đó, có một đoàn gồm 6 người, trong đó có công an, an ninh thành phố, công an quận Thanh Xuân đến nhà tôi hỏi lý do tôi không đi. Nhà báo nói tiếp như sau. Tôi nói là hiện đang có dịch cúm và sức khỏe của tôi yếu. Và tôi nói rằng tôi cũng không cung cấp được gì về trường hợp của Phạm Chí Dũng, cũng như không có lời khai nào về Phạm Chí Dũng cả. Họ nói rằng họ sẽ tiếp tục triệu tập và ngỏ ý rằng nếu tôi không đến sẽ dẫn giải. Ông Thụy cho biết thêm rằng trong tuần qua chưa thấy chính quyền có động thái nào khác ngoài việc cửa an ninh thường xuyên canh gác ở cửa nhà ông. Trong kháng thư của Liên Hợp Quốc, các chuyên gia đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phản hồi trong vòng 60 ngày các cáo buộc, cũng như cung cấp các căn cứ pháp lý dẫn đến việc bắt giam ông Phạm Chí Dũng và giải thích việc giam giữ ông ấy tương thích thế nào với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề nghị chính phủ Việt Nam cung cấp những biện pháp đã được thực hiện nhằm đảm bảo cho các nhà hoạt động, các nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền thực hiện việc hợp pháp của họ trong môi trường an toàn mà không bị đe dọa, quấy rối hoặc trả thù dưới bất cứ hình thức nào. Và kể từ ngày bị bắt giam đến nay đã hơn 4 tháng, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã không được phép gặp người nhà lẫn luật sư, tuy vẫn được thăm nuôi tiếp tế thức ăn 1 tháng 2 lần, cộng 1 lần được tiếp tế thức ăn thêm nhân dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đây là hình ảnh nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, hiện nay thay thế vai trò chủ tịch của Hội Nhà báo là ông Phạm Chí Dũng đã bị bắt giam. Không một ai được biết một tin tức gì về ông Phạm Chí Dũng. Người nhà cũng chỉ nhận được tin nhắn qua các cán bộ trại tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu 2 lần rằng ông mất ngủ
và cần phải có thuốc an thần gửi vô theo đơn của bác sĩ trại giam. Còn thực hư ra sao thì chỉ có quản giáo và cá nhân ông Dũng biết được mà thôi. Thời gian đầu, ông Phạm Chí Dũng không được gặp người nhà vì mới bị bắt giam. Còn từ khi có dịch cúm Vũ Hán thì bên công an nói lý do là cần phải đề phòng dịch bệnh lây lan. Luật sư cũng được thông báo từ Viện Kiểm soát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm ngoái rằng tội của ông Dũng là tội thuộc nhóm xâm phạm an ninh quốc gia theo chương 13 Bộ luật Hình sự. Và do đó, cơ quan này đã ra quyết định vào ngày 6 tháng 12 năm 2019, quyết định người bào chữa được tham gia tố tụng kể từ khi kết thúc điều tra. Những gì ông Dũng làm bấy lâu nay không có gì phải bí mật khi ông có hàng ngàn bài viết trên mạng phản biện các chính sách của nhà nước Việt Nam một cách ôn hòa, chỉ nhằm cổ suý cho dân chủ, nhân quyền, dân quyền, minh bạch, tự do báo chí, tự do thông tin và tự do hội họp. Tất cả đều là những quyền căn bản đã được quy định trong hiến pháp hay trong các thỏa thuận mà chính phủ Việt Nam đã ký kết với thế giới. Vào đầu tháng Giêng năm 2020, trong thư phúc đáp Nghị viện châu Âu về lý do ông Phạm Chí Dũng bị bắt, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ cho biết ông Phạm Chí Dũng bị bắt do thành lập hội trái phép chứ không phải là do bức thư ông gửi cho Nghị viện châu Âu. Đây là một điều không hợp lý bởi Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tới thời điểm ông Phạm Chí Dũng bị bắt đã hoạt động được trên 5 năm kể từ tháng 7 năm 2014. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Chí Dũng trò chuyện với ông Hồ Cương Quyết, tức André Meras, tác giả phim Tiếng gào thét từ bên trong. Phạm Chí Dũng đã thoát khỏi tư tưởng của Đảng Cộng sản, nhưng giữ nguyên lý tưởng về tự do, bình đẳng mà đảng này cho là được thành lập để xúc tiến. Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, ông vào đảng vào năm 25 tuổi và làm việc tại Ban Nội chính Thành ủy trong suốt 16 năm. Trong những năm cuối còn làm việc tại đây, ông Dũng đã bí mật viết bài với một bút danh khác. Phạm Chí Dũng đã nói, đảng đang trong ngõ cụt, đảng nay đứng về phía những người giàu, chẳng có còn chủ nghĩa xã hội nữa và bất bình đẳng đang tăng lên. Sau khi bị bắt khẩn cấp vào tống giam vào năm 2012, ông Dũng đã theo chân ông Lê Hiếu Đằng từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2013. Ông Đằng là một luật gia có đến 40 năm tuổi đảng. Trong tâm thư từ bỏ đảng vào ngày 5 tháng 11 năm 2013, ông Dũng đã viết như sau. Tôi đã từng tràn đầy nhiệt huyết đóng góp cho một đất nước xã hội chủ nghĩa, công bằng và bác ái. Song tất cả những gì Đảng Cộng sản thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện, trong ít nhất một phần tư thế kỷ qua đã khiến cho tôi, cũng như nhiều đảng viên khác, đi từ thất vọng đến tuyệt vọng về lý trí lẫn tình cảm. Và sau đó, ông Phạm Chí Dũng đã góp phần thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức không bao giờ được Đảng Cộng sản Việt Nam cho phép hoạt động, nhưng vẫn cứ hoạt động. Nhà báo David Hood cho rằng, cũng như ông Clive Haver, cựu Tổng thống tiệp khắc, ông Phạm Chí Dũng cùng nhiều nhà báo, nhà đấu tranh khác sống như thế tại Việt Nam trong một môi trường bị đàn áp, căng thẳng. Đây là hình ảnh, màn hình video trong đó có ông Phạm Chí Dũng đã kêu gọi Nghị viện châu Âu hoãn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và châu Âu EVFTA đã được trình chiếu tại một hội nghị nhân quyền ở châu Âu vào ngày 3 tháng 12 năm 2019. Tháng 8 năm 2019, ông Phạm Chí Dũng bị đưa lên một chương trình đối diện của truyền thông nhà nước mang tên Mặt trái của mạng xã hội, mô tả các nhà báo độc lập và nhà hoạt động như những kẻ âm mưu. Ông Dũng tuyên bố, tôi thách bất kỳ tổ chức đảng, đài phát thanh hoặc truyền hình nào có thể chỉ ra một sự kiện nào không chính xác trong bài viết hoặc trả lời phỏng vấn của tôi, hoặc nêu rõ bất kỳ câu nào sai lạc hoặc kích động. Ông nói thêm là ông có quyền đi kiện và nói, tôi biết là rất khó thắng, kiện tại một tòa án ở Việt Nam, nhưng tôi có thể kiện họ sau này chứ không phải bây giờ. Hôm 3 tháng 2 năm 2019, một video quay hình ông Phạm Chí Dũng phát biểu kêu gọi Nghị viện châu Âu hoãn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA đã được trình chiếu tại một hội nghị nhân quyền ở châu Âu. Theo các tổ chức nhân quyền, ông Dũng đưa ra thông điệp này chỉ 2 ngày trước khi ông bị bắt vào hôm 21 tháng 11 năm 2019. Trong video trình bày bằng tiếng Anh, ông Dũng nhấn mạnh, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, viết tắt là EVFTA, và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam, Liên minh châu Âu, viết tắt là IPA, chỉ làm cho Liên minh châu Âu bị thiệt hại vì phải nhập siêu hàng năm từ Việt Nam từ 20 đến 25 tỷ đô la. Ngoài ra, ông Phạm Chí Dũng cũng nhận định rằng 8 cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam trong các năm qua chẳng có tác dụng gì,
và 95% những khuyến nghị cải thiện nhân quyền của Liên Châu Âu đã bị Việt Nam bỏ qua. Đây là hình ảnh trang web chính thức của Hội Nhà báo Độc lập hiện vẫn đang hoạt động nhưng đã bị tường lửa chặn ở Việt Nam và không thể xem được trực tiếp. Hà Nội chỉ hứa sẽ xét lại vào năm 2023 hay 2025 để phê chuẩn Công ước 87 về tự do thành lập công đoàn độc lập và Công ước 105 về chống cưỡng bức lao động và tổ chức lao động quốc tế. Nhưng đây chỉ là trò bịp để kéo giờ và làm nản lòng Liên Âu cũng như tổ chức lao động quốc tế. Chẳng có một thông báo báo chí không báo chi tiết nào về thời gian phê chuẩn cũng như cam kết nào Hà Nội sẽ thực hiện, ông Dũng khẳng định. Ông Phạm Chí Dũng đã kết thúc bức thông điệp bằng lời kêu gọi Quốc hội châu Âu hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và IPA cho đến khi nào chế độ Việt Nam chịu cam kết thực hiện nhân quyền. Với sự cảnh báo rằng hiệp ước mậu dịch như thế sẽ không bao giờ chấm dứt được các cuộc đàn áp bất bao dung của Hà Nội. Và ông nói thêm, chế độ bắt bỏ tù ngày càng nhiều những nhà bất đồng chính kiến ngay sau khi Liên minh châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và IPA, những nhà bất đồng chính kiến nổi danh nào chống Hiệp định Thương mại thì không và yêu cầu Việt Nam tôn trọng nhân quyền thì hoặc phản đối Trung Quốc xâm lược sẽ nhận được những án tù nặng nề. Bức thông điệp đắng cay của Phạm Chí Dũng là lời tiên báo cho chính số phận của ông. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và đoàn kết Thiên Chúa giáo châu Âu cho biết trong một thông cáo vừa qua vì ông đã bị bắt giữ ngay sau đó. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau.